Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, qua kiểm tra trên hệ thống cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện và các ý kiến phản ánh, nhiều phương tiện sử dụng giấy nhận diện luồng xanh giả hoặc đi sai tuyến đường, chở hàng hóa và chở người không đúng đối tượng mục đích đã đăng ký, lưu hành trên luồng xanh. Tổng cục đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát và địa điểm tập kết phương tiện, tiến hành hậu kiểm với các doanh nghiệp có phương tiện được cấp thẻ nhận diện phương tiện có mã QR code hoạt động trên luồng xanh, thường xuyên kiểm tra lộ trình hoạt động của các phương tiện trên hệ thống cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện. Tổng cục cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải chấn chỉnh chủ xe, người đứng đầu các đơn vị vận tải có xe vi phạm. Nếu tiếp tục vi phạm, ngoài việc xử lý theo quy định, áp dụng thu hồi thẻ nhận diện, không gia hạn hoặc từ chối không cấp thẻ nhận diện có mã QR code hoạt động trên luồng xanh,